Giờ này cũng 4 giờ rưỡi rồi các bạn ơi, gần 5 giờ rồi. Mình đang đón một cái chiếc quan tài từ bên Mỹ chuyển về nha. Nghe nói là đang đi tới đầu đường. Giờ là mấy anh em mình đang đứng đây để mà đợi quan tài vô, mấy anh em mình khiêng rồi thổi dài vô nhà để làm đám. Sáng mai 7 rưỡi ra nha các bạn. Mình đang có mặt ở cái này là bến phà của ngã ba cây chung nha. Đây là đội hình của mình nè. Nãy giờ chờ hơn nửa tiếng rồi nha các bạn. Giờ cứ mỗi một cái tiếng xe chạy qua là ai cũng nghe ngóng hết trơn. Đội càng mình với đậu tì với người nhà là mỏi mệt hết rồi. Đang ngồi để mà chờ đón nè. Lúc đầu đứng lên để xếp hàng ngăn nắp, bây giờ là không còn đứng nổi nữa. Xa xa quan tài cũng đến nè các bạn. Chờ đợi nha. Cũng gần tiếng rưỡi rồi các bạn ơi. Giờ này sập tối rồi nè. Anh em mỏi mòn hết rồi. Chờ đợi giờ tới tối luôn nè các bạn. Từ lúc chiều 4 rưỡi tới giờ. Giờ là mấy anh em đậu tì nè, đang đứng tới rồi, thấy đèn là được rồi đó, tới trời góp học luôn rồi đó, đó tới rồi, xe dẫn đường. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ thì mấy anh em mình cũng đã thấy được xe chở quan tài vô nha các bạn. Rồi cây. Thank you.
mình giảng giảng tắt ghen chút nha. Để mình vô trước đi, mình lát nữa mình lát không qua. Đợi chút chứ. Bây giờ là phần này là nhường lại cho bên thầy với mấy anh em đậu tì với gia đình, để mà cho gia đình để xem mặt của người mất đó các bạn. Thì từ bên Mỹ chuyển về nên rất là lâu rồi. Bây giờ là mình phải dỡ nắp quan tài để cho người nhà xem mặt nha. Bây giờ là thầy sẽ vào tụng kinh và làm phép dãy nước hoa lên quan tài để cầu mong cho người mất được thanh cao thơm tho về với Phật trời nha các bạn. Rồi bây giờ là bên trong đang làm rất là nhiều nghi lễ các bạn ơi. Đội kèn mình thì đợi nãy giờ cũng rất là lâu rồi. Bây giờ nếu mà có đợi chắc cũng đợi khoảng 1-2 tiếng nữa chưa có phục vụ nữa. Thôi bây giờ là mình sẽ cho mấy anh em đứng đây chút xíu rồi sau đó mình rút ra ngoài nha. Để cho thầy đến tụng kinh siêu độ. Thì có rất là nhiều thầy đến luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là cảnh bên trong gia đình đang xem mặt anh lần cuối nè. Người mất năm nay còn rất là trẻ nha các bạn ơi. Nghe nói là như là 48 tuổi hay gì á. Rồi mình cũng nghe thông tin từ gia đình nói là bị cướp ở bên mà nước ngoài á, bắn chết các bạn, rồi mang về Việt Nam để an táng. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi về về bên trong mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Con đã chết rồi đúng không? Thank you.
Bây giờ mình đi ra ngoài các bạn ơi, để cho gia đình làm lễ này nọ xong xuôi đi rồi mình vô quay tụng kinh cho mấy bạn xem nha. Sáng nay thầy sang tụng cầu siêu nữa các bạn. Lòng chung ngày 11 tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Nguyện hướng linh lai đau Phật tiền thịnh pháp nghe kinh phiền nào đoàn diệt nghĩ chứa tiêu trừ tóc sợ nơi đồ siêu sắc tình đồ. Phó nguyện âm si dương thái pháp dời chúng sanh tình dự vô tình giải cầu thành. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng sông tình bao giới định huệ dài bóng chi thiên quy thôn đường nào ngã khắp môn phương thâm tình tâm hương. Cảm ơn. Tính đi qua vậy. Chúng con nguyện túc dường Nam mô Hương túc dường Bồ Tát Nam mô chứng Bồ Tát Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ này đạo tỳ bên đó lai que lại được như đủ rồi đạo tỳ luôn các bạn. Bên đây còn một số bạn nữa. Khách thì sớm quá nên chưa có ai lại hết. Ở đây có một vài người nhà ra tiếp với mấy anh em đậu tì mình nha. Bữa nay anh mừng sẽ muốn nữa các bạn. Mua chín luôn. Có khách vô rồi kìa. Sáng nay 7 giờ gửi mình ra nha các bạn ơi, ra khỏi nhà. Bát Nhã Tâm Kinh. Giờ thêm cái vụ mà thỉnh kinh nữa. Thông lực hồi hồn tạo cốc
Chống chuẩn bị kèn vô làm nè. Bên trong đậu tỳ đang làm lễ bái quan rồi các bạn. Thank you.
Thank you.
vậy à. Tốt quá. Nghĩ qua giữa rồi quên nói vậy. Đây là vậy. Tới à. We'll be right back.
cuối đây. Về anh mừng ơi. Yeah. Đuổi à. Đúng bán không? Đây. Bây giờ là phần của thầy với gia đình đang làm nghi thức mở cửa mã nha các bạn. Với làm nghi thức lễ xã tang nữa. Rồi rước vong vô nữa. Rồi bây giờ là mình đi về, mình sẽ quay lại cái đoạn đường cho mấy bạn xem nha. Đường mới đưa đi hơi xa nha các bạn. Đường này là mấy bạn đi là mỏi giò luôn đó các bạn. Đi rất là xa luôn. Gần cả cây số luôn các bạn. Đó, bây giờ mình đi cho mấy bạn coi nha. Nguyên khu vườn rất là rộng luôn. Đường đất, đường này mà có mưa xuống là anh em khỏi đi luôn á. Cái đường nãy mấy anh em mình đi nè các bạn. Cũng rất là may là hàng ở bên Mỹ nó rất là nhẹ nha. Cái đường đi ra nãy nè, hồi nãy đông người rồi mình lo làm nhiệm vụ nên mình không quay kỹ. Giờ mình sẽ đi về, mình sẽ quay kỹ lại cái con đường này cho mấy bạn xem nè. Chung là đường này rất là xa luôn các bạn. Đường này có mưa là khỏi đi luôn. Mình lại bộ không mà mình thấy mỏi giò. Ấy lúc khi quan tài thì các bạn cũng thấy cái vẻ mệt mỏi nó đã hằn lên trên nét mặt của mấy anh em đầu tì, nhưng mà cũng không than không la gì trơn nha các bạn ơi. Bởi vì đây là cái công việc và cái nhiệm vụ mà mấy anh em mình phải cố gắng làm nha. Đó, cái đường các bạn thấy không, xung quanh ruộng với vườn mấy trăm mét xa, cò bay gãy cánh luôn các bạn. Ủa mấy ông đó đang làm gì hả ta, đang chỉ gì các bạn, để mình lại đó mình quay cho mấy bạn coi nha. Ổ đó là ổ cá lóc nha các bạn. Mùa này cũng sắp tới mùa mưa rồi nên cá bắt đầu quậy ổ để mà đẻ các bạn ơi. Mùa này cũng là mùa đi nhấp luôn rồi nè. Đây cũng không còn nhiều cá nữa các bạn, mặc dù mưa nhiều bị xịt hết. Nãy giờ thì các bạn đi theo mình, các bạn có cảm giác là mỏi giò giống mình không các bạn? Mình thì mỏi giò quá trời luôn rồi đó, còn quá là xa luôn. Đường này mà hàng nặng nặng cái khỏi phiên luôn. Bỉnh luôn, nhờ hàng Mỹ á.
thương mà. Không nói nha. Kiếm xe ở đây. Rồi tới luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ là mấy anh em mình cũng về tới nhà đám rồi các bạn ơi. Thôi giờ mình tạm thời kết thúc video tại đây nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem hành trình của mình nha. Rồi thôi giờ mình về các bạn ơi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.